Thưa quý vị, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự một nhóm đối tượng móc túi trộm tài sản của du khách tham quan trên địa bàn thành phố vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5. Đó là Trần Thị Phương, 31 tuổi, Ngô Thị Hòa, 41 tuổi và Nguyễn Thanh Mỹ, 39 tuổi. Cả ba cùng trú tại tỉnh Quảng Ngãi đã lên kế hoạch di chuyển lên thành phố Đà Lạt để móc túi trộm tài sản. Công an thành phố Đà Lạt đã vào cuộc xác minh và xác định nhóm của Hòa, Phương, Mỹ là người gây ra các vụ trộm nói trên nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, ba đối tượng khai nhận đã trộm thành công 6 chiếc điện thoại của du khách.